Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, qua công tác thăm nắm địa bàn và mật phục một thời gian khá dài, vào lúc 15:30 chiều hôm qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang các đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, đối tượng khai nhận tên Phạm Trần Đình Nam, sinh năm 1992, ngụ số nhà 72/4 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, thành phố Đà Lạt. Là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2012 đến nay, thường xuyên đi thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy đá về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác. Qua điều tra mở rộng, Nam đã từng đi nghĩa vụ quân sự và qua vỏ bọc này thường lén lút mua bán ma túy đá. Ngoài tang vật thu giữ gồm 20 gói ma túy đá, một điện thoại di động và một bình thủy tinh dùng để hút ma túy đá, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Lạt còn mở rộng điều tra Nam bán ma túy đá cho hai đối tượng nghiện khác, gồm Nguyễn Nam Phương, sinh năm 1994, ở 2C, Bùi Thị Xuân, phường 2, và Triệu Vinh Trực, sinh năm 1992, ở 33 Lê Lai, phường 5, thành phố Đà Lạt. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng này.